Sau khi cho tạm ngưng hoạt động tại cơ sở giết mổ xuyên Á thì tình hình giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đã gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với tình trạng này thì Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn khẩn đề nghị các tỉnh lân cận hỗ trợ tiếp nhận giết mổ heo cung cấp cho thành phố. Trong công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tây Ninh mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh quan tâm hỗ trợ tiếp nhận giết mổ heo để cung cấp cho thị trường thành phố. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh rà soát lại các cơ sở giết mổ còn khả năng tiếp nhận và đảm bảo các điều kiện về kiểm soát giết mổ, an toàn thực phẩm. Qua đó chỉ đạo các cơ sở giết mổ này hỗ trợ tiếp nhận giết mổ cho các thương nhân giết mổ tại cơ sở giết mổ xuyên Á. Việc này được cho là nhằm mình ổn thị trường thịt heo, kiểm soát an toàn thực phẩm và đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi trong thời gian cơ sở giết mổ xuyên Á bị tạm ngưng hoạt động. Trước đó khi phát hiện hơn 3.600 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ xuyên Á huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động tại cơ sở này. Tuy nhiên với công suất giết mổ bình quân lên đến 5.000 con heo một ngày đêm, việc ngưng hoạt động tại xuyên Á đã gây ra những khó khăn nhất định cho tình hình giết mổ heo cung cấp tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.